Xin giới thiệu với các bạn bộ nguồn thủy lực 12V 2200W này. Loại này bình dầu 6 lít nhé. Hành trình 2 chiều. Đây đầu dầu ra này. Đây đầu dầu ra này. Loại này sử dụng van điện từ nha các bạn, chỉ cần thao tác bấm nút như này là được. Bấm đến đâu thì lên đến đó, và khi các bạn nhả ra thì nó sẽ tự dừng lại nhé. Ở đây là van điện từ, chỉ cần sử dụng bộ dây điện kéo dài này là được này. Đấy. Cái này sử dụng cho một hành trình nhé các bạn, có thể chia ra nhiều cây ben nhưng mà sẽ có một hành trình lên và một hành trình xuống, hoặc là hai lên hai xuống cùng một lúc. Cái đấy là do mình chia ra thôi. Đây là loại 12V nhé. Ngoài ra bên em còn có cả loại 48 60V. Đấy. Cái này là sử dụng van điện từ này. Đây có con rơ le này. Đây là van an toàn này. Đấy. Cái dòng van điện từ thì nó sẽ rất là tiện lợi cho các bạn khi thao tác, không phải sử dụng van cơ, dùng dây điện thôi, nên là rất là gọn nhẹ, động cơ lớn. Con này thì với kích thước đường kính cây ben khoảng 100, tức là khoảng 10 cm trở lên ấy, thì lực đẩy tối đa của nó là khoảng 1,5 tấn đến 2 tấn. Đấy. 12V các bạn nhé. Có cả loại 60V, 60, 48, 72 thì đều dùng chung được. Loại này là loại van tác dụng ngắn hạn thôi, không phải tác dụng lâu dài, không thể chạy 24 trên 24 được. Loại này là loại lên ben và xuống ben các bạn nhé. Đấy. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955. Bên em có hai loại, một loại 800W và một loại 2200W. Đấy. Loại 800W thì đẩy được khoảng 1 tạ, khoảng 8 tạ.